Nam hôm nay sẽ quay trở lại ngay để phản ánh về tình trạng gia tăng các nhóm thanh thiếu niên giải quyết mâu thuẫn bằng hung khí. Tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đông người, sử dụng hung khí và vũ khí thô sơ để ẩu đả lẫn nhau giải quyết mâu thuẫn đang có chiều hướng gia tăng cả về tính chất, mức độ. Phải nói rằng đây là vấn đề rất đáng lo ngại tại nhiều địa phương, bởi vì chỉ trong vòng chưa đầy một tháng qua thì công an tại một số tỉnh thành phố đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời nhiều vụ hỗn chiến bằng vũ khí thô sơ. Trung tuần tháng 3 vừa qua, 18 thanh thiếu niên đã bị Công an huyện Đông Anh, Hà Nội tạm giữ hình sự về hành vi chạy xe máy với tốc độ cao, cầm theo giáo dài tự chế, dao nhọn, gậy gỗ tuyếp sắt, đi thành hàng gây náo loạn trên nhiều tuyến phố. Đối tượng cầm đầu khai nhận do mâu thuẫn với một nhóm khác nên đã tập hợp nhóm thanh niên này mang theo hung khí đi trả thù. Giữa tháng 3 vừa qua, Công an quận Lê Chân, Hải Phòng cũng đã khởi tố vụ án tạm giữ hình sự 9 đối tượng về tội gây rối trật tự công cộng. Nhóm đối tượng này khai nhận do có mâu thuẫn từ trước với một nhóm khác nên đã chuẩn bị dao, kiếm, tuyếp sắt để trả thù. Quá trình di chuyển bằng xe máy qua nhiều tuyến phố, phát hiện 4 thanh niên, cả nhóm đã hô hoán cầm theo hung khí phóng xe đuổi theo vì nghĩ những người này là thuộc nhóm đối thủ. Còn tại Vĩnh Phúc, Công an huyện Vĩnh Tường cũng vừa ra quyết định khởi tố 4 đối tượng trong vụ cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng xảy ra tại một quán ăn thuộc khu đô thị Phúc Sơn, xã Thượng Trưng. Trước đó, hai nhóm thanh niên gồm khoảng 20 người khi đến ăn uống tại quán ăn đã xảy ra mâu thuẫn. Trong quá trình xô xát, hai nhóm lao vào đánh nhau làm 4 người bị thương. Lực lượng chức năng thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau cũng vừa ngăn chặn kịp thời 4 đối tượng cầm hung khí đi giải quyết mâu thuẫn. Tang vật thu giữ có dao tự chế và gậy ba khúc. Các đối tượng khai nhận do có mâu thuẫn qua mạng xã hội với nhóm thanh niên khác nên đã hẹn nhau đến khu vực khóm 1, phường 1 để giải quyết mâu thuẫn. Khi đang trên đường đi thì bị bắt giữ. Mới đây nhất vào đêm thứ Bảy tuần trước, thì Công an quận Hà Đông, Hà Nội cũng vừa ngăn chặn kịp thời hai nhóm thanh thiếu niên dùng hung khí hỗn chiến trên địa bàn. Số lượng thanh thiếu niên tham gia lên đến cả 100 đối tượng và đây là một trong những vụ đông nhất từ trước đến nay. Sau một tuần mở rộng điều tra, thì cơ quan công an đã bắt giữ thêm 19 đối tượng, nâng tổng số đối tượng có liên quan tới vụ hỗn chiến bị bắt lên tới 40 người. Đây là 40 đối tượng thuộc hai nhóm thanh thiếu niên tuổi từ 14 đến 18 đã tham gia vụ hỗn chiến tại khu vực khu đô thị Đô Nghĩa, quận Hà Đông. Tại cơ quan công an, những thanh thiếu niên này khai nhận đã có sự chuẩn bị từ trước bằng cách mang theo nhiều vỏ chai thủy tinh và buộc vải đỏ vào hung khí để phân biệt giữa các nhóm trong quá trình ẩu đả, giải quyết mâu thuẫn. Trong quá trình bắt giữ các đối tượng, chúng tôi gặp nhiều khó khăn. Các đối tượng là sử dụng xe máy, đi với tốc độ cao, tay cầm hung khí nguy hiểm, lạng lách đánh võng và sẵn sàng chống trả lại lực lượng chức năng khi bị truy bắt. Trước đó, đêm 19 tháng 3, theo hình ảnh camera an ninh ghi lại, hàng chục thanh thiếu niên đã tụ tập dùng ống sắt, dao phóng lợn ẩu đả gây náo loạn giữa đêm khiến hai người bị thương. Cơ quan công an cho biết vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra để truy bắt các đối tượng có liên quan. Đối với các đối tượng mà đủ tuổi xử lý hình sự thì sẽ tiến hành lập hồ sơ để bị xử lý về hình sự. Đối với những đối tượng mà chưa đủ tuổi để xử lý hình sự thì sẽ tiến hành bàn giao cho gia đình và chính quyền địa phương quản lý các đối tượng và đồng thời sẽ lập hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật. Cơ quan công an nhận định tình hình tội phạm vị thành niên ổ nhóm mâu thuẫn sau thời gian dịch bệnh đang có dấu hiệu diễn biến phức tạp. Bên cạnh vai trò ngăn chặn của lực lượng cảnh sát cơ động và các tổ trấn áp tội phạm nguy hiểm thì tin báo từ nhân dân cũng rất hữu ích để phối kết hợp trong việc đảm bảo an ninh trật tự vì bình yên cuộc sống trên địa bàn thủ đô. Về phía cơ quan công an, cuộc trao đổi với Thượng tá Nguyễn Minh Khang là Phó trưởng Công an quận Hà Đông, Hà Nội ngay sau đây sẽ cho chúng ta biết thêm về những giải pháp cần triển khai đồng bộ và quyết liệt nhằm ngăn chặn tình trạng ẩu đả, giải quyết mâu thuẫn bằng vũ khí thô sơ. Theo tôi, cái thứ nhất là đối với những kẻ lưu manh côn đồ băng nhóm xã hội đen thì phải kiên quyết và trấn áp, phải xử lý theo quy định của pháp luật. Cái thứ hai là đối với chính quyền cơ sở và các tầng lớp nhân dân thì phải chủ động phối hợp với các cơ quan công an để mà phát hiện, ngăn chặn cái tội phạm nguy hiểm này. Và cái thứ ba là phải kịp thời đưa ra xét xử lưu động một số cái vụ án với án là nghiêm khắc để mang tính răn đe. Và cái thứ tư là với người dân khi nảy sinh mâu thuẫn
Đấy, thì cá nhân thì phải biết tự kiềm chế, là không chỉ vì là cái sự bồng bột mà có cái hành vi manh động. Và cái thứ năm là với thanh thiếu niên thì cần phải có cái sự quan tâm sát sao của gia đình, sự theo dõi và quản lý chặt chẽ của chính quyền địa phương. Và cái thứ sáu là những quy định về cái vũ khí tự tạo thì cần phải được là nghiên cứu kỹ lưỡng để quản lý tốt hơn và khắc phục triệt để cái việc tự tạo vũ khí. Chuyên gia tâm lý Phạm Mạnh Hà cũng sẽ lý giải phần nào về nguyên nhân khiến cho các thanh thiếu niên tham gia vào các cuộc ẩu đả để có thể giải quyết mâu thuẫn. Một trong cái đặc trưng tâm lý lứa tuổi thanh thiếu niên ấy, đó chính là các em rất là manh động, bồng bột. Nhiều khi các em muốn thể hiện cái bản lĩnh hay thể hiện cái khả năng của mình, hay là mong muốn nhận được một cái sự đánh giá, sự quan tâm. Và một cái đặc điểm khác là các em rất là hay dễ dàng tham gia các nhóm khác nhau và cho rằng là nhóm mới là cái nơi để mình có thể thể hiện được cái khả năng cũng như là cái giá trị của bản thân mình. Và vì thế các em rất là dễ dàng bị lôi kéo bởi những cái hội nhóm, và đặc biệt là những cái hội nhóm mà nó thể hiện cái bản lĩnh của các em, tức là tham gia các vụ ẩu đả hay đâm chém nhau. Thì đây là một trong cái đặc điểm mà có lẽ là các bậc phụ huynh và nhà trường hết sức quan tâm để mà có thể giúp cho các em hiểu được đúng một cách chính xác về cái lứa tuổi của mình. Vâng, vậy để phòng ngừa những cái cuộc ẩu đả giữa các nhóm thanh niên, theo chuyên gia tâm lý thì chúng ta cần những cái giải pháp như thế nào? Chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng nghe chuyên gia tâm lý ạ. Tôi nghĩ rằng là giáo dục của gia đình và giáo dục của nhà trường là hết sức quan trọng. Trong nhà trường thì phải giáo dục cho các em để các em hình dung được rằng là ở trong lứa tuổi của mình không phải cái thể hiện bản lĩnh đó là đánh nhau, và cái thể hiện bản lĩnh của mình đó chính là cách mình phát triển cái bản thân, phát triển cái nhân cách cũng như là tạo ra được những cái giá trị, những cái đóng góp. Trên là cái cấu trúc lại nhận thức cho các em trong cái quá trình các em học tập ấy, nó sẽ giúp cho các em hiểu được rằng là cái gì được phép và không được phép về góc độ đạo đức cũng như là về mặt văn hóa, góc độ về mặt gia đình cũng như vậy thôi. Cái sự quan tâm của các bậc cha mẹ chia sẻ với con về những cái hành vi của con, đừng có bạo lực với con, thì đó là cách tốt nhất để giúp cho con của mình biết cách ứng xử một cách nó phù hợp. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Xin cảm ơn.